trời, lời cha mẹ dạy trọn đời khắc ghi. Đại lễ trong mùa dịch, chùa Giác Ngộ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo từ trước là hạn chế người tham dự. Chỉ một số ít Phật tử tìm đến thắp nén nhang, cài bông hoa hiếu nghĩa lên ngực áo. Đã là Phật tử rồi thì ai cũng phải nhớ tới ngày này, là công ơn dưỡng dục của cha mẹ sanh mình ra. Mình đến chùa với một cái tâm niệm chí hành là cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu hạnh phúc cho cha mẹ. Đại lễ năm nay diễn ra với chưa đầy 30 Phật tử tham dự, còn lại sẽ được tường thuật trực tiếp. Trong mùa dịch, nhà chùa khuyến cáo người dân không nhất thiết phải lên chùa, cũng như làm hiếu thảo thì chẳng thể gói gọn trong một ngày lễ cụ thể nào. Đừng nên nghĩ chỉ có ngày Vu Lan rằm tháng 7 mới là báo hiếu, mà việc báo hiếu đó phải thể hiện báo hiếu vật chất, báo hiếu tinh thần, báo hiếu đạo đức bằng sự làm việc chân chính của chúng ta trong từng ngày. Thì khi cha mẹ nếu không may mắn qua đời rồi đó, sau này có trở thành là những người giàu có nhất đi, muốn được cái cơ hội chăm sóc thì cũng không còn nữa đâu. Thời gian thăm thoát thoi đưa, lòng tôi nhớ mẹ, nhớ cha vô cùng. Mùa xuân hoa nở khắp trời, lời cha mẹ dạy trọn đời khắc ghi. Gồm cha vạn dặm bốn ba, nhớ mẹ hoàn gánh đường xa chưa về. Nuôi con khôn lớn chẳng về, chẳng hề suy tính một lần thiệt hơn. Mẹ cha bóng xế tuổi già, sợ con thức giấc tiếng gà gáy chưa. Công cha như núi ngất trời, lòng mẹ biết cả vời vợi bao la. Thương cha vạn dặm bốn ba, nhớ mẹ hoàn gánh đường xa chưa về. Thiệt hơn mẹ cha bóng xế tuổi già, sợ con thức giấc tiếng gà gáy chưa. Nắng mưa trên cõi vô thường, đời người ai biết bao lần buồn vui. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con chữ hiếu tạc lòng ghi sâu. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con chữ hiếu tạc lòng ghi sâu.